Đà Phật. Ủa sao có đi xe không mà lẹ vậy? Đi xe không? Tại con thấy ở ngoài đó bây giờ phức tạp quá nên chuyển hướng về đây. Dạ. Nhưng mà mấy có mấy huynh đại giờ miền Tây rồi, hữu duyên sẽ gặp nhau hả? Có hai người anh kia gặp rồi. Dạ. Hai người. Hữu duyên sẽ gặp nhau. Còn đây muốn bạn hết thì đại nó bạn đang ở ngoài. Con Minh Nhận. Minh Nhận, dạ. À hay Minh Thiện là mất rồi hả? Dạ. Dạ. À. Thầy Minh Nhận là cũng đi theo đi trong cái đoàn của thầy. Dạ. Con quay con ở An Giang á. An Giang hả? Thầy còn ông thầy kia rồi. Đúng rồi, thì con cũng lớn vậy. Lúc là thầy phải tội nghiệp. Nhưng mà cái em trẻ trẻ mà 20 tuổi nhớ không? Cái nó tin gì vậy? Và em đó còn đi đó kia. Còn đi với cái sư già còn đi khách hồng thảo mãi á. Dạ. Em đó còn đi. Dạ. Còn thầy Minh Tạng thì cha thầy Minh Tạng hộ tấm thầy đi vô cho ai đi tìm ai. Dạ, bây giờ cái gì thì nói như vậy chắc là trước là do nhân quả. Thầy Minh Trí, à đúng rồi, thầy bữa gặp là hai thầy kia là thầy Trơn Trí. Dạ. Còn thầy Minh Trí là công an đúng không thầy? Thầy Minh Trí cũng là thầy sát thầy á. Dạ. À, giờ tao mở nói là hoặc sát mở ra tụi mình thấy thầy là lớn sát là. Dạ. Thấy mình dầm quen cái ta sáng rồi sáng mình cứ mở cho mình chăm mình cứ thầy tối mình mở cho mình chăm. Cái nãy đó. Ờ, đi ngang đây. Vậy thầy định là buổi chiều tối sắp tới rồi là thầy định kiếm cái chỗ để tá túc ở trong nghĩa trang hả thầy? À. Không có người hỗ trợ cái đoàn bữa là tổng cộng bao nhiêu người thầy, cái thời điểm mà đông 73 người á thầy à. Mà nhiều người miền Tây không thầy? Dạ. Nhiều người miền Tây không thầy? Nhiều, cũng nhiều người miền Tây. Trước khi thầy gặp thầy Minh Tại là thầy thất thật ở đâu? Thầy là cũng là đi quá duyên riêng một mình. Con từ An Giang con ra khúc mà sư phụ khúc mà Nghệ An giáp với Thanh Hóa lúc đó chỉ có 6 huynh đại thôi. Là thầy là một trong những người đầu tiên đi theo thầy mà Minh Tại hả? Không, con là người thứ 7. À, người thứ 7. Dạ, đúng rồi. Là bắt đầu là xuất phát từ đâu thầy? Nghệ An giáp Thanh Hóa. À, Nghệ An giáp Thanh Hóa. Dạ. Thầy của An Giang hả thầy? Bữa nay thầy Minh Trí đâu đó, thầy Minh Tại. Rồi thường thì ví dụ như tối là các thầy rồi vô những cái nghĩa địa rồi là cứ ngồi mà nghỉ
trang hoặc là bãi đất trống đâu đó. À. Ở trong đây hả, đỡ thầy đi chết luôn. Hay này là thầy Minh Nhuận. Dạ. Là chỉ có ngồi ngủ thôi chứ không có nằm hả thầy? Dạ con thì con cho đây tạm. Con vẫn còn đây nè. Có chỉ có sư phụ là ngồi thôi, còn mọi huynh đệ là đang nằm. Thấy rõ ràng là thầy Minh Tại là nằm ngồi. Ngồi suốt luôn. Ngồi suốt luôn. Con thấy là có nhiều sư thầy mà đi mà không có đi chân trần được, phải mang dép. Dạ, còn thằng riêng thầy thì cũng là đi chân trần được luôn hả? Dạ con đi cũng quen rồi. Quen rồi. Bắt đầu từ khi nào thầy? Bắt đầu từ tuần trước thầy. À, cái hôm nay cái bàn chân của thầy nó có dấu gì đâu? Có chứ. Phòng luôn rồi nè. Còn bên kia thầy? Cũng mấy lỗ hết trơn rồi. Tại bây giờ đang vui không thấy chứ. Không kém rồi. Chài, chỉ chài thôi. Dạ. Dạ. À. Dạ, thầy đi. Tại gì đâu mà thầy. Dạ, thầy, thầy. Ủa thầy đi tiếp hả? Nhưng mà để nước suối nhiều quá thầy đâu uống hết đâu, thầy bưng gì nó nặng lắm. Ồ nặng lắm, như vậy nặng lắm. Tại vì thật sự ra nước á là thầy đi đến đâu cũng có thể có được hết. Mà bây giờ thầy tặng lại đi chứ chứ để như vậy cái thầy nặng đó. Thầy nặng thì thầy rất là vất vả nữa. Nè mọi người nè. Đi cho thầy. Và nhất định là không nhận tiền gì hả thầy hả? Ồ. Dạ. Rồi mọi người đi ha, để cho thầy từ từ bắt đầu là thầy đi. Dạ. Thầy nghĩ mệt xíu nữa thầy đi.